Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu nước ép táo xanh giàu kali, vitamin K giúp xương và răng khỏe mạnh. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 3 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang ha. Những tác dụng từ nước ép táo xanh. Bạn biết không, táo xanh rất giàu vitamin A, C và vitamin K. Thì nó cũng là một trong những cái nguồn giàu chất sắt, kali, canxi, các chất chống oxy hóa và flavonoid. Nhờ vậy mà táo xanh rất có lợi cho sức khỏe bạn nha. Và sau đây là những cái lý do tại sao chúng ta thường xuyên bổ sung cái loại táo xanh hay là uống nước ép táo xanh, bởi vì những cái giá trị mà nó mang đến cho sức khỏe như sau. Đầu tiên, cải thiện sức khỏe của phổi. Thì các nghiên cứu chỉ ra rằng khi mà chúng ta ăn táo xanh thường xuyên á, thì nó sẽ giảm nguy cơ cái bệnh hen, và bởi vì nó rất giàu flavonoid. Thì các nhà nghiên cứu cũng cho rằng là các flavonoid có liên quan đến việc giảm nguy cơ của bệnh hen. Mặt khác thì táo xanh được quan sát thấy là nó sẽ giảm 21% nguy cơ bệnh phổi ở phụ nữ. Tác dụng thứ hai, phòng ngừa cục máu đông. Táo xanh chứa những cái thành phần như là rutin có thể ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Ngoài ra thì nó còn làm bền thành mạch nữa bạn nhé. Thì đó là lý giải tại sao creatine. Thì creatine là một trong những cái ức chế những cái loại enzyme tạo điều kiện sự hình thành cục máu đông. Các nhà nghiên cứu cho biết là tác dụng này có thể là giúp chống lại những cái vấn đề về tim mạch và đột quỵ. Uống nước ép táo xanh hay là bạn ăn cả quả luôn các bạn nhé, thì nó sẽ giúp cho bạn khỏe mạnh hơn. Tác dụng thứ ba, tăng cường sự trao đổi chất. Táo xanh rất tốt cho hệ tiêu hóa vì nó có chứa nhiều chất xơ, nó giúp phòng ngừa được cái tình trạng đầy hơi cũng như là loại bỏ những cái độc tố ở dạ dày. Điều này nó sẽ giúp cho chúng ta là cải thiện sự trao đổi chất bên trong cơ thể của mình nè. Ngoài ra thì táo xanh cũng là một trong những cái thực phẩm, một loại trái cây bạn có thể ăn nhẹ vào những cái bữa xế này các bạn ha. Bởi vì cái lượng đường và những cái chất dinh dưỡng trong đó nó cũng tạo nên cái cảm giác no cho chúng ta, hạn chế tình trạng bị đói. Thứ tư, cải thiện sức khỏe của xương và phòng ngừa loãng xương. Phụ nữ thì sẽ hưởng được những cái lợi ích từ táo xanh bởi vì nó rất giàu kali, vitamin K và canxi. Thì các nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin K giúp phòng ngừa loãng xương ở phụ nữ và cải thiện sức khỏe ở xương nói chung rất là tốt. Vậy câu hỏi đặt ra, nam giới khi sử dụng thì có đạt được những cái giá trị này hay không? Thì câu trả lời là có các bạn ha. Nhưng các chị em phụ nữ thường xuyên sử dụng đó thì sẽ tốt hơn. Phần thứ năm, đó chính là chống lão hóa cho làn da sớm. Bởi vì nó giàu vitamin C, giàu vitamin A, các chất chống oxy hóa cực kỳ phong phú nữa. Cho nên điều này nó sẽ chống lại những cái gốc tự do nè. Và nó bảo vệ làn da của chúng ta một cách khỏe mạnh hơn, giúp cho bạn duy trì một làn da trẻ trung, hồng hào, tươi nhuận hơn. Tác dụng thứ 6, duy trì thị lực tốt hơn. Táo xanh là một trong những cái cách tuyệt vời khi mà bạn sử dụng để bảo vệ thị lực của mình một cách tự nhiên các bạn nhé. Vì nó chứa nhiều vitamin A và nó duy trì bảo vệ thị lực của bạn sáng hơn, khỏe hơn. Tác dụng thứ 7, tốt cho bệnh lý đái tháo đường. Nếu như bạn đang gặp vấn đề về bệnh lý đái tháo đường thì hãy nhớ là những cái quả táo xanh đó các bạn ha, nó cũng rất là tốt bởi vì nó chứa ít đường, giàu chất xơ và giàu vitamin khoáng chất nữa, cho nên nó sẽ giúp cho bạn hạn chế được những cái biến chứng của bệnh lý đái tháo đường tiếp 2. Và nhớ là khi chúng ta sử dụng thì đừng có gọt vỏ các bạn ha. Hãy rửa thật sạch đi, ngâm qua nước muối pha loãng. Rồi chúng ta sẽ sử dụng luôn cả vỏ để chúng ta tận dụng hết những cái lợi ích của táo xanh. Tác dụng thứ 8, phòng ngừa bệnh tim mạch. Nhờ vào việc sử dụng táo xanh,
và những cái thực phẩm giàu flavonoid khác thì bạn có thể giảm được 35% nguy cơ các vấn đề về tim mạch. Thì các nghiên cứu khác chỉ ra rằng phụ nữ chỉ đơn giản bằng việc ăn táo đỏ và táo xanh thì nó sẽ giảm được 13-22% nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Do đó, vì đây là một trong những cái loại quả rất tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Ngoài ra thì nó còn giảm được cái hàm lượng cholesterol xấu nữa. Như vậy bạn thấy rằng táo xanh khi mà chúng ta ăn hay là chúng ta làm nước ép, nó đều mang đến những cái giá trị rất là tích cực. Và những cái giá trị tốt cho sức khỏe thì chúng ta vừa điểm danh cùng với Jen. Và nhớ là phải kết hợp trong một chế độ dinh dưỡng tổng thể để đảm bảo sức khỏe tốt nhất bạn nhé. Phần thứ hai, cách sử dụng nước ép táo xanh tốt nhất. Thì các bạn thường hỏi là uống nước ép vào thời điểm nào là tốt, thì chúng ta có thể điểm danh một số những cái thời điểm như là uống vào trước bữa ăn sáng. Thì uống trước bữa ăn sáng 30 phút các bạn ha, thì bạn uống một ly nước ép trái cây hoặc là uống một ly nước ép táo xanh, nó giúp cho dạ dày của chúng ta đó dễ dàng hấp thụ những cái giá trị dưỡng chất có trong nước ép hơn. Ngoài ra thì nó sẽ giúp cho cái quá trình hoạt động trao đổi chất ở đường tiêu hóa của chúng ta nè diễn ra được thuận lợi hơn. Thì bạn nên uống trước bữa ăn 30 phút. Nhớ là uống trước bữa ăn có nghĩa là uống xong rồi 30 phút sau phải ăn sáng bạn nhé. Hoặc là bạn có thể sử dụng sau 2 tiếng sau khi ép. Có nghĩa là nước ép tốt nhất là chúng ta ép ra rồi chúng ta sử dụng liền thì nó rất là ngon, rất là tốt. Nhưng nếu không thì bạn để vào chai có nắp đậy đó, chai thủy tinh đó, bạn bảo quản. Và bạn nhớ là uống sau 2 giờ khi ép thì nó sẽ tốt hơn các bạn ha. Để càng lâu thì cái giá trị dinh dưỡng trong nước ép của chúng ta càng giảm. Cho nên là đừng có để quá lâu, chỉ để khoảng sau 2 tiếng là được rồi. Hoặc bạn bận quá, bạn quên thì trong một ngày bạn bảo quản tốt thì chúng ta vẫn sử dụng được. Uống trước hoặc là sau bữa tập. Ngoài những cái thời điểm mà chúng ta vừa nói ở trên á, thì bạn cũng nên bổ sung nước ép trái cây vào những cái buổi tập nè. Bạn có thể uống trước hoặc là sau buổi tập đều được. Làm như vậy thì cơ thể của chúng ta nó được cung cấp giá trị dinh dưỡng, bù nước và năng lượng đã bị hao hụt đi cho cơ thể của chúng ta. Và bạn cần lưu ý là không sử dụng những cái nước ép mà nó khó tiêu, nó ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn ha. Bởi vì nó sẽ gây nên những cái tình trạng đầy hơi khó chịu. Với những người đang bị thiếu máu thì bạn sử dụng phương pháp kết hợp nước ép trái cây với những cái thực phẩm giàu những cái chất sắt để tăng cường hấp thụ sắt tốt cho sức khỏe. Còn nếu như bạn không thích những cái thời điểm trên, bạn muốn uống sau bữa tối cũng được các bạn ha. Thì nhiều người bận rộn đó, chỉ có thể là tranh thủ uống nước ép sau bữa ăn tối thôi, vì họ ban ngày làm việc tất bật không có thời gian, thì bạn vẫn có thể sử dụng được. Thì thực tế cho thấy rằng việc bổ sung một số loại nước ép như là nước ép nho, nước ép táo hoặc là những cái loại nước ép từ trái cây đó, nó giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn, ngoài ra còn đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên thì bạn cần uống nước ép trước 7 giờ tối các bạn ha. Hoặc là bạn có thể sử dụng giữa hai bữa ăn chính. Trong thời điểm giữa hai bữa ăn chính thì cơ thể của chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy đói nè, người cảm thấy bắt đầu mệt rồi, mất năng lượng, bị hao hụt đó. Thì nếu như bạn chọn uống ngay thời điểm này thì cơ thể sẽ cảm thấy no hơn và không muốn ăn cái bữa chính quá nhiều, và nó kéo dài trong một những cái thời gian vài tiếng đồng hồ theo cái giờ sinh học của cơ thể đó. Thì từ đó nó cũng giúp cho bạn kiểm soát được cân nặng nữa đó các bạn ha. Thì tùy thuộc vào các bạn thôi, chọn thời điểm nào để chúng ta sử dụng nước ép cũng được hết các bạn nha. Chứ không bắt buộc là chúng ta phải uống vào một cái thời điểm nào cụ thể. Thì khi mà Trang chia sẻ đó, bạn thấy rằng là có rất nhiều những cái thời điểm để chúng ta sử dụng nước ép đúng không ạ? Chọn một trong những cái thời điểm đó bạn thấy thuận tiện nhất để chúng ta sử dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể uống được các bạn nha. Để cho chúng ta sử dụng nước ép một cách linh hoạt hơn và nó mang đến những cái hiệu quả tích cực hơn cho sức khỏe của mình. Phần thứ ba, cần lưu ý những gì khi sử dụng nước ép táo xanh. Thì sau đây Trang có một vài những cái lưu ý thôi để chia sẻ đến tất cả các bạn khi sử dụng nước ép táo xanh.
Thì nước ép táo xanh hay là bất kỳ nước ép nào đó nó cũng cung cấp rất nhiều những cái vitamin, những cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nó giúp cho bạn bổ sung được những cái giá trị dinh dưỡng cho cơ thể của mình từ những cái loại trái cây hoặc là rau củ quả. Nó giúp cho bạn tăng sức đề kháng, làm đẹp da, giữ dáng, thậm chí là hỗ trợ những cái vấn đề bệnh lý trong cơ thể. Tuy nhiên, nước ép nó cũng có chứa cái hàm lượng đường và calo lớn các bạn ha. Vì thế, nếu như chúng ta dung nạp quá nhiều đó, nó có thể dẫn đến béo phì hay là mất kiểm soát cái lượng đường trong máu ở những người cần kiểm soát đường huyết. Để đảm bảo cung cấp và bạn sử dụng nước ép đạt được cái hiệu quả tốt nhất đó, thì bạn nhớ cái liều lượng khuyến nghị để chúng ta sử dụng tốt các bạn ha. Nếu như trẻ khoảng từ 3 tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng 100 ml trên ngày. Trẻ từ 4 đến 6 tuổi thì 100 đến 170 ml trên một ngày. Trẻ dưới 7 tuổi và người lớn từ 7 tuổi trở lên á, và người lớn thì chúng ta sử dụng dưới 220 ml trên một ngày. Như vậy thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Như vậy bạn thấy rằng nước ép táo xanh hay là những cái loại nước ép khác rất tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Nhưng chúng ta không được phép sử dụng quá nhiều. Và người lớn của chúng ta bình thường nè, bạn uống khoảng là 200 đến 220 ml nước ép trên một ngày là được rồi các bạn ha. Và chúng ta chọn cái thời điểm thích hợp để chúng ta sử dụng để đạt được những cái hiệu quả tích cực nhất. Thì đó là những cái kiến thức mà Trang chia sẻ xoay quanh về nước ép táo xanh để cho chúng ta tìm hiểu, cũng như bạn sẽ hiểu hơn về nước ép táo xanh, về những cái giá trị tích cực mà nó mang đến và cái liều lượng thích hợp để chúng ta sử dụng. Còn nếu như bạn không thích uống nước ép thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể sử dụng là chúng ta ăn như những cái loại trái cây bình thường thôi các bạn ha. Nếu như bạn thích ăn thì chúng ta ăn, còn không thì chúng ta ép ra lấy nước để chúng ta sử dụng. Thì tùy thuộc vào cái mục đích và chúng ta sẽ nhận được những cái giá trị khác nhau. Thì đó là những cái kiến thức mà Trang chia sẻ về nước ép táo xanh đến tất cả mọi người để sử dụng an toàn và hợp lý nhất. Và đây là những cái kiến thức chia sẻ một cách nền tảng nhất thôi, chứ Trang không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ các phương pháp điều trị y khoa nào, cho nên chúng ta cần lưu ý và cân nhắc giúp Trang ha. Nếu như bạn thật sự yêu thích những cái kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.